สวัสดีค่ะซินชาว tất cả các bạn đang học tiếng Thái tại kênh YouTube của Jamie Ploy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học thêm một kiến thức mới, tìm hiểu về ba nhóm âm: âm cao, âm thấp và âm trung bình ảnh hưởng đến thanh điệu trong tiếng Thái, và học về năm thanh điệu trong tiếng Thái. Đầu tiên là thanh điệu trong tiếng Thái sẽ có năm thanh điệu. Thanh thứ nhất là thanh xả măn. Thanh này thì gần giống với thanh ngang trong tiếng Việt, ví dụ như là bay, ma, rau, cau, ca. Thanh thứ hai là thanh ế. Thanh ế khi phát âm ra thì nó sẽ trầm xuống, thấp xuống, gần giống với thanh huyền, ví dụ như là từ pa, khay, cày, say, lay. Thanh thứ ba là thanh thô. Thanh thô khi mà mình đọc thì âm phát ra sẽ gần như là nhấn mạnh vào cái âm đó, ví dụ như là thuôi, tao hu. Âm trì khi mà mình đọc sẽ đọc cao vút lên, ví dụ như là pá, tráng, chá. Thanh thứ năm là thanh jatawa, là thanh khi mà đọc sẽ gần giống với dấu hỏi, ví dụ như là sảy, thảy. Các bạn có thắc mắc là trong tiếng Thái mặc dù mà chưa có dấu nhưng mà có những từ đã phát âm khác nhau, ví dụ như là bay, thảy, ma, hả, ca, khá, rau, khẩu. Bởi vì trong tiếng Thái có 11 âm cao, bao gồm khó khay, khó khuột, chó trình, thỏ thán, thỏ thúng, thỏ phưng, phó, phá, sò xà la, sò rư xí, sò sứa và hò hiệp. Bản chất của âm cao đó chính là nó mang thanh jatawa, có nghĩa là gần giống với dấu hỏi trong tiếng Việt. Nên khi ghép với các nguyên âm thì nó sẽ mang theo cái thanh jatawa theo. Ví dụ như từ sỏ a mình sẽ đọc là xá, hay là khỏ, ai, khải, hò a, há. Ngoài âm cao ra thì trong tiếng Thái còn có âm trung bình bao gồm 9 chữ là co cày, cho chan, đo đệch, to tàu, đo xa đa, to pa tạc, bo pla, bo bay mái, o àng. Và 24 chữ còn lại sẽ thuộc vào âm thấp là co khoai, co khôn, co rã khăng, ngo ngu, cho sáng, so sô, cho chơ, do dĩnh, thò môn thô, thò phu thâu, thò thà hán, thò thông, nò nủ, phò phan, phò phân, phò sẩm phâu, mò má, yò yắc, rò rưa, lò linh, vò vẹn, lò trụ la, hò nốc phúc. Trong tiếng Thái sẽ có 3 âm: âm cao, âm thấp và âm trung bình. Và trong bài học ngày hôm nay thì các bạn đặc biệt cần phải nhớ từ nào là âm cao, từ nào là âm thấp và từ nào là âm trung bình, để bài học tiếp theo chúng ta đọc có dấu được dễ dàng hơn. Các bạn thấy video lần này thế nào? Có giúp ích được cho các bạn hay không? Nếu như các bạn thích học tiếng Thái tại kênh YouTube của Jamie Ploy thì đừng quên đăng ký kênh YouTube của Jamie Ploy để cập nhật những bài học mới. Nếu như các bạn có những thắc mắc nào thì cũng đừng quên bình luận ở bên dưới này. Những thắc mắc của các bạn sẽ là những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào. Sawasdee ka.